Sao thế hả con? Cô giáo bảo ngày mai nộp tiền học phí rồi đấy. À thế hả? Thế tiền học phí của con bao nhiêu tiền? 100.000 ạ. Thế để của tôi mẹ nộp cho con được không? Không ạ. Bạn bè con ai cũng nộp hết rồi, còn mới một mình con. Con đi học xấu hổ lắm, họ còn chê con nghèo nữa. Mẹ cháu xinh gái thế này mà không cho mẹ cháu lấy chồng thì là không phải đâu nhá. Hãy cho mẹ cháu lấy chồng đi. Không ạ. Làm vợ anh nhá. Anh cũng có vợ rồi, thôi anh đừng có trêu trẻ con nữa. Cái con vợ của anh nó như một cái con ngan giả, thịt thì dai như thịt trâu ấy. Trời ơi, chồng em cũng mất lâu rồi thì chắc là đêm cũng khó ngủ chứ. Cho anh giúp tí nhỉ. Mày đi mày đi mày đi. Trời ơi, dạo này nhà mình bị sao ấy nhỉ? Hôm trước thì con lợn chết, hôm nay lại để con này chết. Chắc nhà mình có cái gì rồi. Thôi con ở nhà để mẹ đem nó đi vứt nhá. Sao mẹ lại mang đi vứt? Sao mẹ không bổ cho con ăn đi? Con này nhỏ lắm con ạ, với cả nó chết rồi không ăn được đâu. Con ở nhà nhá. Dạ vâng. Mẹ đọc. Ở đây con đọc cho mẹ đi. Dạ vâng. Anh chào hai mẹ con nhé. Hai mẹ con ở nhà có khỏe không? Con có ngoan không em? Con không nghe lời thì đừng đánh con nhé. Từ từ dạy bảo thôi. Tháng này do công trường nhiều việc quá, anh không xin nghỉ về được, nên anh viết thư về cho hai mẹ con yên tâm. Anh gửi 1.000.000 kèm lá thư. Em xem con nó muốn ăn gì thì mua cho nó nhé. Thế nhé, anh đi làm đây. Yêu em và yêu con của bố. Thì bố không về hả mẹ? Thì bố con bảo bố con bận rồi mà. Khi nào bố con rảnh bố con mới về chơi với con được chứ. Con không biết đâu. Mẹ bảo bố về đi. Con nhờ bố lắm rồi. Mẹ biết rồi, con được khóc nữa nhá. Con đi vào nhà lát nữa mẹ đi mua kẹo cho con nhá. Ôi, có mày về ta? Tao vừa về, mày đi đâu đấy? Tao đi chở chúng hôm rồi. Nhà này bể ngô rồi à? Bể rồi, làng sắp bể hết rồi. Tối lên nhà tao uống rượu. Để xem tối tao có lên được không? Lên đi, nhà tao mổ con lợn đã anh em mà. Tao vừa về chắc là ở nhà ăn cơm với vợ một tối đã. Có gì để khi khác đi. Thì cứ lên đi, mai ở nhà ăn với vợ cũng được. Tối sẽ thế nào nếu là tao lên được thì tao lên nhá. Thế tối lên nhá, tao đi chở ngô đây. Thế mày cứ đi làm đi. Tao ăn mấy thằng bạn nát. Chắc tối lại phải nắp cùng bọn này rồi. Lại đây ăn đi nào. Ăn nhanh cho lớn để ta còn bán lấy tiền cho con ta đi học nhá. Vợ ơi, vợ đã làm gì đấy? Chồng về rồi hả? Vợ làm sao đấy, không nhận ra chồng à? Sao dạo này nhìn béo thế, vợ sẽ không nhận ra chồng nữa rồi. Thì ở dưới kia ông chủ quyết định một bữa phải ăn 8 đến 9 bát cơm vợ ạ. Mới có sức đi làm. Những người ăn ít ông còn đuổi hết về rồi. Chắc tại chồng ăn nhiều nên bây giờ mới béo như thế. Khiếp, ở dưới đấy chồng làm việc gì mà ông chủ bắt chồng ăn nhiều thế?
thì chồng đi đờ đá mà cái búa nó phải nặng gần 10 cân đấy vợ ạ. Nó giả cho chồng rồi, thôi mang đây vợ xách cho. Mà thời gian này vợ ở nhà đi làm gì rồi? Vợ đi vắt nương mới lại đi lấy củi thôi chồng ạ. Vất vả cho vợ quá, thôi cố gắng vợ nhá. Chắc là chồng đi làm 1-2 năm nữa cũng về, xong là vợ chồng mình ở nhà chăm nuôi thôi. Vâng. Thôi đi vào nhà đi. Mà con mình đi đâu rồi? Con đi học với chồng ạ. Ừ. Con trai của bố lớn nhanh thế. Thế con lên lớp các bạn có bắt nạt con không? Không ạ, thế bố đi làm về, bố không mua kẹo cho con à? À đây, con xuống để bố lấy kẹo cho nhá. Dạ vâng. Ui nhiều thế, bố cho con hết đống này à? Ừ, bố mua về cho con mà. Cái này bố không cho con à? Ê, cho con hết đấy. Bố có mấy mình con là con trai không cho con thì có cho ai nữa. Thế con cho mẹ gói này nhá. Ừ, con trai của bố ngoan thế. Thôi đi vào nhà đi con. Vào nhà đi con. Mẹ ơi, cái này là cái gì đấy? Đây là thịt của bố con mua đấy, con có thích ăn không? Dạ có ạ. Thế con đi vào nhà để mẹ xào cho ăn nhá. Dạ vâng. Yeah, ui thích quá, bố về lại đồ ăn thịt rồi. Yeah, 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 yeah. Mẹ ơi, tí cho con miếng này nhá. Trời ơi, con trai của mẹ thèm thịt đến thế rồi cơ à. Thì lâu lắm rồi con đã được ăn thịt đâu. Thôi con ra ngoài kia chơi đi, khi nào mẹ xào chín thịt mẹ gọi con mà ăn nhá. Con không chơi đâu, con chỉ ở đây chơi với mẹ thôi. Ừ thế con đứng đây chờ mẹ một tí nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ làm nhanh đi, con đói lắm rồi. Ừ sắp xong rồi đây. Ừ con để cho mẹ. Mà mẹ để thịt ở đâu ấy, con đi lấy cho. À mẹ để thịt kia kìa, con ra để cho mẹ nhá. Dạ vâng. Mẹ ơi thịt đây ạ. Ừ mẹ xin nhá. Cơm chín chưa vợ ơi? Cơm sắp chín rồi chồng ạ. Con trai của bố đói chưa? Con đói lắm rồi bố ạ. Thế tí con phải ăn nhiều vào nhá. Dạ vâng, tí con ăn hết cái này luôn. Ừ, tí nữa cho con ăn hết cái đấy luôn nhá. Mẹ ơi, cho con ăn miếng kia đi. Chưa chín đâu con ạ. Thôi để bố thổi lửa to để nó chín nhanh nhá. Dạ vâng. Cơm thôi. Em cơm đi nào. Ê, em sẽ cơm đi. Bố mẹ ơi cho con ăn bát thịt này nhá. Ừ đi con ăn đi. Con nhớ phải ăn mấy cơm nhá. Dạ vâng. Đây cơm con đây. Này. Cơm ăn thế con không cho mẹ ăn à? Con không thương mẹ à? Đây, con cho mẹ một miếng. Thôi, xin bố nhá. Bố ăn nữa nha. Ừ, bố không ăn nữa, con ăn đi. Thôi em ăn cơm đi. Con ăn nhiều vào nhá. Dạ vâng. À mà chồng ơi, chồng về bao giờ chồng lại đi làm thế? Chắc là chồng ở 3-4 hôm lại xuống đây vợ ạ. Dạo này công trường đang nhiều việc, hôm trước chồng xin về cả sắc không được về kia kìa. Hay là chồng ở nhà đi làm nương làm ruộng với vợ thôi, không đi làm ở gì kia nữa. Như thế không được đâu vợ ạ. Bây giờ nhà mình đang nợ người ta nhiều tiền như thế, chồng phải đi làm thì mới có tiền trả người ta chứ.
thì hai vợ chồng mình ở nhà cố gắng đi làm nương làm ruộng, đến mùa thu được ngô thóc bán trả dần người ta cũng được mà. Thôi vợ ạ, cứ để trong số đất kia làm được nhiều tiền trả hết nợ cho người ta, còn dư bao nhiêu thì vợ chồng mình chăn nuôi. Chứ bây giờ cứ ở nhà trông chờ vào thóc với ngô thì bao giờ mới trả hết nợ. Dạo này vợ cứ thế kiểu xí, thời gian gần đây vợ có ngủ đủ đâu mà cứ nhắm mắt lại và toàn mơ thấy ác mộng chồng ạ. Chồng ơi, hai chồng ở nhà chồng đừng đi làm nữa nhá. Vợ có linh cảm hình như nhà mình sắp xảy ra chuyện gì hay sao ấy. Vợ nói linh ta linh tinh cái gì ấy, nói thế mà cũng nói được à? Chắc tại vợ đi làm mệt quá nên tới ngủ mơ ác mộng thôi. Thôi ăn cơm đi. Mẹ đang gói cơm cho bố con mang đi làm. Bố lại đi làm à? Chán thế. Vừa về mới 3 ngày đã đi làm rồi. Thế bây giờ con có muốn bố ở nhà với hai mẹ con mình không? Có ạ. Thế con ra ngoài kia bảo bố con đừng đi làm nữa, ở nhà với con đi. Dạ vâng ạ. Xong chưa vợ ơi? Để chồng con đi nào. Bố ơi, bố lại đi làm à? Ừ, bố lại đi làm. Con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ không được hư đâu đấy. Dạ vâng ạ. Con làm sao đấy? Bố ở nhà với con đi, bố đừng đi làm nữa. Bố phải đi làm thì mới có tiền cho con đi học chứ. Bố không đi làm thì làm gì có tiền mua kẹo cho con ăn nữa. Bạn bè con ai cũng có bố đưa đi học, còn mấy con không được bố đưa đi học. Con trai của bố ngoan nào, đừng khóc nữa. Bố đi làm một thời gian bố lại về thôi mà. Con không biết đâu, bố ở nhà với con đi. Thôi ngoan nào, nín đi để bố bế nào. À, thôi, nín đi đừng khóc nữa nhá. Anh à, con đã nói như vậy rồi thì anh ở nhà với con đi. Nhìn thấy con nhà người ta ai cũng được bố đưa đi học, còn em thì lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con. Nhiều khi em bận việc em có đưa được nó đi học đâu. Nó toàn phải đi học một mình thôi, đường đến trường thì xa nữa. Nhiều tối con ngủ con tầm mơ gọi tên anh thôi. Em tức giấc thương con, em chẳng biết làm thế nào, em chỉ biết khóc thôi anh ạ. Thôi được rồi, thế để anh xuống làm hết tháng lấy tiền xong anh về. Con ơi, bố xuống làm hết tháng rồi bố về ở với con nhá. Xong bố đưa con đi học. Dạ vâng ạ, bố hứa với con, bố làm hết tháng này bố về với con nhá. Ừ, bố hứa. Yeah, cuối cùng con đã được bố đưa đi học rồi. Thôi yeah. Con xuống với mẹ đi để bố đi làm. Ừ, em để đấy cho anh đi. Anh nhớ lấy ra ăn đấy. Ừ, anh biết rồi. Con phải ngoan nhá, phải nghe lời mẹ đấy. Anh đi đây. Vâng, anh nhớ hết sáng về với mẹ con nhá. Con đi đây. Ừ, anh biết rồi. Anh phải về với hai mẹ con chứ. Còn mẹ đi học về rồi à? Mà tí nữa bố con về đấy, nên mẹ mổ gà chờ tí nữa bố con về cùng nhau ăn con ạ. Thì bố về sắp đến nhà chưa hả mẹ? Chắc bố con đang trên đường về rồi đấy. Thôi con mà lại tất tập đi. Yeah, bố sắp về rồi, bố sắp về rồi. Yeah. Mẹ ơi, sao bố lâu về thế? Để con ra ngoài sân xem bố về chưa nhá. Ừ, thế con ra ngoài xem đi. Dạ vâng. Mẹ ơi, con không thấy bố đâu. Sao lâu thế nhỉ? Con cứ chờ một tí đi, chắc bố con cũng sắp về rồi đấy. Sao lâu thế nhỉ? Chị ơi, chị xuống xe đi. À, đến rồi à? Vâng.
Nhà anh ấy ở đâu em? À, nhà anh ấy ở kia kìa, ở ngay sau bụi chuối. À, thế chị cảm ơn nhé, của chị hết bao tiền. À, cho em xin 50 nhỉ. Đây, chị gửi nhé. Rồi, em cảm ơn. Chị cảm ơn nhá. Nhà này hay là nhà kia nhở? Nhà nào cũng có chuối. Thôi hay là vào nhà kia xem nào. Có ở nhà không? Chị ơi! Có ở nhà không nhỉ? Mẹ ơi, có ai gọi hay sao ấy? Ủa đứa con đây, mẹ ra ngoài xem nào nhá. Tìm ai đấy ạ? À, cho chị hỏi là em có phải vợ thằng Linh không nhở? Dạ, đúng rồi. Mà chị là ai thế? Sao lại biết chồng em? À, chị là quản lý ở chỗ chồng em làm thôi mà. Thế ạ? Em mời chị vào nhà uống nước. Thế nhà em có chó không? Thế em có con chó nhỏ thôi, em bỏ gót kia kìa. Con chào bác đi con. Cháu chào bác ạ. Chị ơi, em mời chị uống nước ạ. Chị ơi, em mời chị uống nước. À, chị xin. Mẹ ơi, sao bố lâu về thế? Thế cháu này là con của Linh à? Dạ, đúng rồi chị ạ. Mà cháu em không về cùng chị à? À, anh ấy bảo hôm nay anh ấy về nên hai mẹ con em ở nhà một vài đợi anh ấy về cùng ăn. Mà mãi chẳng thấy anh ấy về chị ạ. Em à. Sao đấy hả chị? Em phải thường bình tĩnh nghe chị nói nhé. Có chuyện gì đấy? Chị cứ nói ra đi. Chồng em bị làm sao hả? Chị nói đi. Chồng em mất rồi em. Hả? Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ bị làm sao? Mẹ lại đi! Làm sao? Bác ơi, mẹ cháu bị làm sao? Tỉnh lại đi em ơi! Em ơi, tỉnh lại đi em ơi! Mẹ ơi, tỉnh đi! Tỉnh đi! Đi em ơi, em chị nói dối em không, sao chồng em lại bị như thế? Em à, hôm qua chồng em đi con đá ở trên núi thì bị tự dưng trời mưa thì bị rơi xuống dưới vực rồi em ạ. À, bên chị cũng mang đi cấp cứu nhưng mà không kịp rồi em. Bây giờ không còn chồng em thì hai mẹ con em biết sống như thế nào? Anh ơi, anh về với mẹ con em đi. Ra cái gì, ra cái này. Thôi mày đi trước đi. Ok. Đã, đã. Anh chị ơi, cho em chơi với.
mày đi về đây. Mày không có tuổi để chơi với bọn tao đâu. Bố mẹ tao bảo là không được chơi với những người không có bố như mày. Đúng rồi đấy. Mày đi về đi, bọn tao không chơi với những người không có bố như mày đâu. Con trai của mẹ đi chơi về rồi à? Con bị làm sao đấy? Ai đánh con à? Sao đấy, nói cho mẹ nghe xem nào. Mẹ ơi! Sao đấy hả con? Anh Năm với chị Bảy, anh đấy bảo là con không có bố nên không chơi cùng con. Anh chị không chơi cùng con thì có mẹ chơi cùng con mà. À mà hồi nãy mẹ đi chợ mẹ nhặt được quả bóng đấy. Mẹ để góc kia kìa, con ra chơi đi. Dạ vâng. Để mẹ đi nhặt phân nhá. Con không đói đâu ạ. Mẹ đi nhặt phân à? Cho con đi với. Nhưng mà con đi học về đói, con vào nhà ăn cơm đi. Con không đói đâu ạ. Thế mang để mẹ các cặp rồi con đi cùng mẹ nhá. Dạ vâng ạ. Đi, hai mẹ con mình đi. Vâng. Ô mẹ ơi, đây có bát cơm trâu này. Con mở túi ra để cho mẹ hót nhá. Dạ vâng. Con đã bảo ngày mai nộp tiền học phí rồi đấy. À thế à, thế tiền học phí của con bao nhiêu tiền? 100.000 ạ. Thế để của tôi mẹ nộp cho con được không? Không ạ, bạn bè con ai cũng nộp hết rồi, còn mới một mình con. Con đi học xấu hổ lắm, họ còn chê con nghèo nữa. Thế để mai mẹ bán phân rồi mẹ nộp tiền học cho con nhé. Dạ vâng. Ừ. Anh xem nhá. Này 30.000 em nhá. Vâng ạ. Anh xin ạ. Mình nhìn em quen thế nhở? Nhà mình ở đâu đấy để hôm nào cứ có phân thì anh vào tận nhà mua cũng được mà. Dạ thôi không cần đâu anh ạ. Khi nào có thì em mang lên cho anh cũng được. Ừ, thế thì cứ về đi nhá. Em về đây ạ. Xinh thế phải đi hót cất trâu. Nhà đứa này đâu nhỉ? Thôi được rồi. Mẹ ơi, 30.000 ít thế không đủ được tiền học đâu. Mẹ vẫn còn tiền đây nữa mà. Bây giờ mẹ đi mua thịt, xong là mua kẹo cho con nữa nhá. Dạ vâng. Đi. Mẹ ơi, mua cho con miếng thịt lạc này đi. Mẹ không có tiền đâu con ạ. Để mẹ mua mỡ về rào lấy mỡ nhá. Khi nào mẹ có tiền thì mẹ mua thịt lạc cho con sau. Chị ơi, bao nhiêu tiền chỗ mỡ này ạ? 20.000 một cân em ơi. Chị lấy cho em một cân đi ạ. Ừ. Đi, hai mẹ con mình về. Đi.
của con rồi, con đi nướng đây. Thôi để tí nữa mẹ nướng cho. Không, con thích tự nướng thôi. Ừ, thế con đi nướng đi. Dạ vâng. Nướng thịt của con sắp chín chưa? Chưa ạ. Để sang bên cạnh để mẹ ra mỡ nào. Dạ vâng. Chín rồi mẹ ơi. Ừ thế con ăn đi. Mẹ ơi thịt dai quá. Ôi thịt đã chín đâu con. Thôi mang để mẹ nướng lại cho. Dạ vâng. Cái hôm qua có một đứa nó mang phân về bán cho tao mà. Nhìn nó ngon lắm mày ạ. Chứ nào. À, ở chỗ tao có hai mẹ con. Không biết phải mày nói cái hai mẹ con được không? Hai mẹ con nào? Hai mẹ con chồng nó mới chết mà. Chồng thế đó? Vợ cũng xinh. Nó có một thằng con bé cũng cao bằng này thôi, con trai mà. Có khi là con đấy rồi. Nhà nó ở đâu ấy? Ở chỗ nào ấy? Ở cách dưới nhà tao tầm 3 cây. À. Nhưng mà chồng con chết rồi, hai mẹ con nó ở một mình thôi. Hai mẹ con nó tự sống rồi. Mày có vợ mà còn đi dừng vợ người khác làm cái gì, người ta đã có con rồi. Thì lâu lâu phải đuổi gió tí, mẹ suốt ngày nhìn cái con ngan già tao chán lắm rồi. Đêm ngủ tao còn không muốn nhìn mặt nó tao có ngủ nữa đâu. Tí tao vào nhà nó chơi tí, tao giả vờ vào đấy mua phân. cái kiểu thể loại không có chồng dễ lắm. À, mày xem mày có tao... vợ rồi đi tán người ta còn thích mày nữa không? Tính của tao nó thế rồi. Nó từ trong trứng ra tao nó máu gái rồi, giờ mẹ cứ con nào bỏ chồng là tao phải thu về hết. Đấy. Có thì em mang sang nhà anh sau. Ừ, thế cho anh vào. Thế em và anh vào nhà uống nước ạ? À? Ừ, thế. Cú, chú cho bác cho cháu này. Ăn hết đi nhá. Vâng, anh vào nhà uống nước ăn. Anh say quá em ạ. Cho anh vào uống nước nhá. Vâng, anh vào nhà. Dạ, em mời anh uống nước ạ. Anh uống đi. Anh xin. Thế đây là em hay là thế nào ấy? Dạ, đây là con trai của em anh ạ. Con trai à? Thế thằng bố nó đâu rồi? Bố cháu đâu? Bố cháu mất rồi ạ. Chồng em mất rồi anh ạ. À, thế chồng mất sớm thế nhỉ? Sinh gái thế này mà chồng mất sớm đấy, ở thế này có khó chịu không? Dạ, em cũng quen rồi anh ạ. Uống nước. Em uống đi. Không có bố có buồn không cháu? Dạ, có ạ. Không có bố phải buồn chứ nhỉ? Có mỗi mẹ có hay đánh không? Không ạ. Hai mẹ con này phải yêu thương nhau nhá. Nếu mà cho bác lấy mẹ cháu, cháu có cho lấy không? Không ạ. Thằng này hư đấy nhở. Thôi anh say rượu rồi, anh uống xong nước rồi đi về đi. Ấy, anh chưa say.
chưa say đâu. Anh vẫn tỉnh em lắm. Em nghĩ anh say lắm rồi đấy. Không say. Thôi, xin công nước nữa. Có. Em uống rồi em đi về nhá. Ê, cứ từ từ đã, làm gì mà đuổi anh sớm thế? Em còn nhiều việc lắm anh ạ. Chưa kịp làm gì em mà. Em đi về, em còn làm việc nữa anh ạ. Ăn có ngon không? Có ạ. Mẹ cháu xinh gái thế này mà không cho mẹ cháu lấy chồng thì là không phải đâu nhá. Để cho mẹ cháu lấy chồng đi. Không ạ. Làm vợ anh nhá. Anh cũng có vợ rồi, thôi anh đừng có trêu trẻ con nữa. Cái con vợ của anh nó như một cái con gan giả, thịt thì dai như thịt thô ấy. Chán lắm rồi. Anh giờ nhà anh cũng gọi là cũng tiền thì cũng không thiếu đâu. Anh bây giờ anh muốn đổi vợ đấy. Em mà đồng ý á, tất cả cho em hết luôn. Em không cần tiền đâu anh ạ. Thôi anh uống xong nước rồi anh đi về đi. Từ từ, gì mà căng thế. Cho anh sờ tay em cái để anh về. Không được ạ. Thôi cho anh sờ tay cái. Thôi. Cháu không phải sợ bác đâu, nào ở đây. Đây đây, bác cho tiền, bác cho tiền, bác cho tiền. Lấy tiền không? Có ạ. Đấy, thế chẳng này, trẻ con lúc nào chẳng thích tiền. Đây à, có nhiều lắm. Cho 20 nhá. Cháu xin. Đây. Thôi, không lấy tiền của bác là con. Anh ơi, không lấy tiền đâu ạ. Đấy, cho. Anh cầm lấy đi ạ. Anh cho em. Em không lấy đâu ạ. Thôi em lấy. Em không lấy đâu ạ. Em về đi ạ. Thôi, làm đi cháu. Thôi, cháu đi về đi ạ. Không lấy à? Thế lần sau bác lại mua kẹo lên cho cháu nhá. Dạ vâng. Trời con thích kẹo. Ê, anh về nhá. Có anh về đi ạ. Ngày nào có phân thì có anh vào nhá. Vâng ạ. Xinh thế mà. Trắng thế nhở. Không con. Con ghét bác đấy lắm. Cứ đòi cầm tay mẹ. Nếu mà bố còn sống á, con bảo bố đấm cho bác đến một trận. Gì đây ạ? Hôm nay nhà anh đập lúa, anh mang ít gạo cho hai mẹ con. Còn hai quả dưa này cho sẵn nha. Dạ, cháu xin. Ngon lắm. Đây em cầm lấy đi. Ôi, em không dám nhận đâu anh ạ. Lần nào anh qua đây anh cũng cho em cái này cái nọ. Em sợ hàng xóm nhìn thấy người ta lại hiểu lầm. Mẹ ơi, lấy đi, nhà mình hết gạo rồi. Thôi em cứ cầm đi, đấy sẵn nó bảo hết gạo rồi kìa, em cầm đi, không phải ngại đâu. Dạ thôi ạ, em không nhận đâu anh ơi. Thật ra thì em cũng là vợ của thằng bạn thân anh, bây giờ thằng Lìn cũng không còn nữa. Anh thấy thương hai mẹ con quá. Anh giúp được gì thì giúp chứ anh chả có ý gì đâu. Thôi em cầm đi. Dạ, thưa anh cho hai mẹ con em xin ạ. À mà anh này, từ giờ sau không có việc gì quan trọng thì anh đứng sang nhà em nữa nha. Chứ anh còn chưa có vợ, anh cứ săn như thế này, bố mẹ anh lại nghĩ em thế này thế kia. Thật sự em thấy ngại lắm anh ạ. Trời ơi, anh trai tân anh còn không ngại thì em ngại cái gì. Với lại bố mẹ anh cũng bảo thương thằng sắn lắm, nên là thỉnh thoảng bảo anh mang gạo ra cho hai mẹ con em. Nhưng mà gì, thôi em mang gạo vào nấu cơm cho sắn ăn đi. Sắn nó bảo hết gạo chắc đói lắm rồi đấy. Được coi em cứ đây nhá. Ừ thôi, anh đi về nhá. Bác đi về đây. Ngoan nhá. Cháu chào bác Bao. Lần sau bác lại về nhà cháu chơi nhá. Em bảo con nói như thế, mẹ đã cho con nói đâu mà con nói. Nhưng mà con thấy bác Bao là người tốt mà mẹ. Con đi biết cái gì chứ, đi vào nhà thôi. Ôi. Làm gì đấy? Tao lên trên này có việc tí, mày đi đâu? Tao vào cái con hôm trước tao kể mày con xinh xinh ấy. Mày... Tao phải cho nó thuộc về của tao. Mày say rượu đi về đi, còn tao đi làm cái gì? Mẹ thằng này. Tao đi đâu việc của tao mày. Mày cảm tao á, tao đấm cho mày phát rồi. Mày ra. Mày
đến rồi hay sao á? Ông ấy hỏi thì con hỏi mẹ không có ở nhà nhá. Dạ vâng, mẹ ơi, nhưng con sợ lắm. Không sao đâu, ông ấy không dám làm gì con đâu con ạ. Thì gọi anh nhá. Anh đi về anh xem thằng kia nó như thế nào, tí nó lại quay lại thì chết đấy. Anh đi đây. Sắn ơi. Sắn. Con ơi, hình như bác Ba ra hay sao á, con ra xem nào. Vâng. Cháu chào bác Ba rất bụng ạ. Ừ, bác chào cháu. Cháu xem bác có gì này. Bác mua gì đấy? Đây thịt lợn đây. Đến cơ mà. Trời ơi, anh đã bảo rồi. Anh là trai tân, anh còn không sợ thì em sợ làm cái gì? Với lại anh chỉ vì theo lần sắn thì anh mới vào ấy chứ. Mà hôm nay bố mẹ anh không ở nhà thì anh muốn vào đây nấu cơm cho hai mẹ con, xong là cho anh ăn cùng luôn. Thôi cho anh vào nhà đi ạ. Cho bác ăn cơm cùng cháu nhá. Dạ vâng ạ. Thôi để bác bế nào, con cháu đi vào nấu cơm nhá. Vâng. Bác Tao ơi. Ừ, sắp chín rồi, đợi bác một tí nhá. Dạ vâng. Thôi để bố thổi lửa to để nó chín nhanh nhá. Dạ vâng. Nhiều vào nhá. Vâng.
Đây bác gắp cho này. Các ăn thẻ vào nhá. Ăn đi con. Em cũng gắp ăn đi. Vâng ạ. Mà em này. Sao hả anh? Chồng em cũng mất lâu rồi, em không tính đi thêm bước nữa à? Anh ạ, thật ra thì lúc đầu chồng em mới mất, người ta cũng bảo là còn trẻ thì nên đi thêm bước nữa. Nhưng mà em nhìn thấy con em thương quá anh ạ. Với cả đi thêm bước nữa, gặp phải người tốt thì không sao, gặp phải những thằng chồng nó vừa cờ bạc kiểu trẻ thì lúc đấy không biết hai mẹ con em sống như thế nào. À thế à, em tưởng là... Mà thôi hai mẹ con ăn cơm đi. Với cháu đi, làm cả bố cháu luôn. Được thế thì tốt quá, nhưng mà mẹ cháu có đồng ý đâu. Thôi con nói gì đấy, con ra đây đi. Ngồi ăn cơm đi, đây ngồi ăn cơm. Mẹ dặn con thế nào con quên rồi à? Mẹ bảo con không được nói linh tinh cơ mà. Dạ vâng ạ. Mà anh Pao này, em biết là anh rất thương hai mẹ con em. Với lại anh cũng có tình cảm với em. Nhưng mà anh ạ, em đã quyết định rồi. Dù có tí nào đi chăng nữa em cũng không đi thêm bước nữa đâu. Anh đừng phí thời gian với hai mẹ con làm gì nữa. Mà anh cũng có tuổi rồi đấy, anh nên lấy vợ đi chứ. Cứ suốt ngày sang nhà em như thế này thì làm gì còn ai dám lấy em nữa. Sẵn của mẹ đi làm về ra. Dạ vâng, mẹ xem con mua được gì cho mẹ này. Con mua gì cho mẹ nhiều thế? Con thấy mẹ ít quần áo quá, thế nên con mua cho mẹ thêm một bộ nữa mẹ ạ. Lần nào con về con cũng mua cái này cái kia cho mẹ. Con có tiền không đấy? Mẹ không cần phải lo đâu. Bây giờ con là giám đốc của một công ty lớn rồi. Một vài bộ quần áo của mẹ con không mua được thì còn thành gì người nữa hả mẹ? Con trai của mẹ giỏi quá. Thôi mẹ đi vào trong nhà thay quần áo đi để con xem có vừa không. Ừ. Mẹ đây con ơi. Mẹ có thấy chật không mẹ? Mẹ thấy vừa rồi con ạ. Thôi mẹ ngồi xuống đây con có chuyện muốn nói. Ừ. Mẹ à, từ trước tới giờ mẹ vì con mà mẹ phải chịu khổ quá nhiều rồi. Bây giờ con cũng thành đạt rồi, con cũng dành dụm được một ít tiền, đang định mua một căn nhà ở dưới thị trấn. Nên là con về đón mẹ, xem mẹ có muốn ở dưới đấy không. Nếu mẹ đồng ý thì căn nhà này con sẽ thuê người để làm trang trại thôi mẹ ạ. Con à, bây giờ mẹ cũng già rồi. Thì con thôi, con ở đâu thì cho mẹ đi theo ở đấy, thế là mẹ vui rồi. Thế mẹ chờ con nhá, để con đi đóng cửa rồi mẹ con mình cùng đi xem nhà mới. Ờ.